Trong một thế giới toàn cầu hóa, tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng mà còn là ngôn ngữ, là cánh cửa mở ra cơ hội, chào đón tương lai. Trên toàn cầu, có hơn 1 tỷ người sử dụng tiếng Anh, trong đó có 67 quốc gia coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và 27 quốc gia coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nhưng liệu con trẻ của chúng ta đã đang học tiếng Anh vì niềm đam mê hay chỉ vì đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ? Hội thảo Trẻ học tiếng Anh chủ động hay bị động, lựa chọn ở cha mẹ ngày 4 tháng 8 năm 2024 sẽ giúp cha mẹ giải đáp mọi thắc mắc. Với các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, ông Kim Min-gu, CEO và nhà sáng lập công ty công nghệ giáo dục Hàn Quốc HODOLAB và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, CEO và nhà sáng lập Brainstem English Academy. Sự kiện là cơ hội để cha mẹ khám phá cách thức nuôi dưỡng niềm đam mê học tập tự nhiên, giúp trẻ học tiếng Anh một cách hiệu quả và hạnh phúc. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay để nhận được những voucher, ưu đãi đặc biệt, các phần quà hấp dẫn và khám phá những bí quyết, phương pháp giúp con tự tin bước vào thế giới ngôn ngữ mới.